con ta vào làm việc mà. Như vậy là chúng ta qua cái nhóm các cái thuốc thanh nhiệt, đúng không? Trong thanh nhiệt này thì cái tính chất của bệnh tật nó khác nhau, cho nên chúng ta cũng có những nhóm thuốc khác nhau. Cụ thể là chúng ta có 5 nhóm thuốc. Thứ nhất là thanh nhiệt giải thử, thanh nhiệt tiêu độc, thanh nhiệt giáng hỏa, tức là thanh nhiệt ở phần khí, ở khí phận, thanh nhiệt táo thấp, tức là thanh nhiệt ở các tạng phủ, tức là các cái trường hợp viêm nhiễm ở các tạng phủ, và thanh nhiệt lương huyết, trường hợp mà huyết hư, tâm dịch, đồ khô khan, âm hư vân vân, nó kết hợp với nội nhiệt rồi nó sinh ra, thì chúng ta dùng cái nhóm thanh nhiệt lương huyết. Bây giờ chúng ta lần lượt đi vào một vài cái dược liệu cụ thể các bạn. Thứ nhất là cái thanh nhiệt giải thử, chúng ta có hà diệp, tức là lá của cây sen, lá sen. Các bạn nhớ lá sen là liên diệp, nhưng cái chữ hà diệp này ta hay dùng. Hà có nghĩa là sông, nghĩa là cái lá của sông, ý nó là đặc trưng cho các cái sông, dòng sông mà có cây sen, lá là lá của sông, cho nên nó đặt tên là hà diệp. Chúng ta dùng lá tươi hoặc là phơi khô của cây sen, tên học là Nelumbium speciosum, tại này họ sen, Nelumbonax sen. Đằng này bị đánh, đánh nó bình, quy kinh can là vậy. Thanh nhiệt giải thử, giải thử tức là do cái nắng đó, thời tiết nó nắng nó xâm vào cơ thể, cho nên ta bị cảm nắng vân vân. Nếu khí nó hàn thì nó cũng làm cho chúng ta cảm hàn, cái nhiệt cảm nhiệt thì nắng quá nó cũng sẽ cảm nắng, tức là thương thử, người ta gọi là thương thử các bạn. Còn trường hợp nó nặng thì là gọi là trúng thử, nếu say nắng nó gọi là trúng thử, còn cảm nắng nó chỉ là thương thử thôi, nó nhẹ nhàng hơn, mức độ nhẹ hơn. Thì chúng ta dùng cái lá sen để mà thanh nhiệt giải thử. Thanh phát lý dương là đưa cái khí dương ở bên trong đó, đi lên, thanh phát lý dương. Nó chuyên trị các cảm xúc về mùa hè hay là người bị say nắng, đồng thời cũng chữa chảy cũng do mùa hè, do cái khí dương đi xuống nó chạy xuống làm cho yếu chảy, thì thằng này nó thanh phát khí dương lên, cho nên nó chữa được cái bệnh đó hả. Chữa rong huyết tức là kinh nguyệt nó ra kéo dài lên, thế rong huyết thường phối hợp với bồ hoàng, hoàng cầm, thì hà diệp này cũng sao đen mà bồ hoàng cũng sao đen các bạn. Bồ hoàng chúng ta học ở cái phần ở trong dược liệu rồi đúng không, nó là cái ba phẩm của hoa đực, cây cỏ nến, cây cỏ nến các bạn, tifa orientalis. Cây cỏ nến này nó họ hương bồ, chúng ta đã học ở phần dược liệu rồi. Như vậy là lá sen nó ngồi cái cây sen này nó cho, nói chung hầu như là nó dùng hết để làm thuốc các bạn, không có cái gì nó bỏ hết. Bây giờ thì chúng ta cũng tận dụng các sản phẩm cây sen để mà chế ra các cái hàng hàng hóa này khác, các sản phẩm này kia hả. Cây sen chúng ta quá quen thuộc rồi, thì thường thường là cây sen nó khi mà lá nó già già một tí hả, thì chúng ta hạ thu về, thường thường là dùng tươi nó tốt, các cái dược liệu mà để mà giải thử nói chung dùng tươi đều tốt hơn, hiệu quả nhanh hơn. Còn nếu mà không có điều kiện mà đi lấy thường xuyên thì chúng ta phơi khô. Thì khi mà thằng này cũng có chất thu liễm nữa hả? Nó vừa giải thử nhưng nó vừa cũng cũng có chất thu liễm, như chảy máu rồi đó, là cần tính chất thu liễm của nó, thì chúng ta sao đen hết hả. Anh nào có tính chất muốn cầm máu rồi gì thì chúng ta sao đen. Chúng ta tay qua tức là quả dưa hấu các bạn, quả dưa hấu chúng ta tay qua, chúng ta dùng ruột hay là vỏ quả của cái quả dưa hấu, tên học là Citrullus vulgaris, thằng này họ bí của Cucurbitaceae.
họ bí là nó là dây leo, và dây leo làm tua cuốn, thân là vị ngọt, tính hàn, quy kinh tâm vị, nó thanh nhiệt giải thử à, giống như là hạ nhiệt, thằng này nó thanh nhiệt giải thử. Trong trường hợp chúng ta thường thử hoặc là trúng thử cái cảm nắng đỏ thì thằng này nó rất là hay. Khi mà chúng ta cảm nắng người ra nhiều mồ hôi á, làm cho tâm phiền, có nghĩa là người bứt rứt vật vã không yên, miệng khô khát, thì chúng ta dùng cái tay qua này thanh nhiệt lợi tiểu, dùng trong các cái trường hợp thấp nhiệt tức là viêm. Như vậy nó thanh nhiệt lợi tiểu đây là chứng tỏ là dùng trong các trường hợp mà viêm đường tiết niệu. Viêm đường tiết niệu thì y học cổ truyền gọi là thấp nhiệt ở bàng quang, các bàng quang bị thấp nhiệt, thì thằng này nó cũng có khả năng thanh nhiệt táo thấp ở bàng quang. Bởi vì hô chúng ta không 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 lạ gì, nhưng mà để chữa bệnh các bạn dùng ruột rồi vỏ nó chẳng hạn, rồi các bạn nấu lên rồi vắt ra lấy nước uống. Chứ không phải chúng ta ăn 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 sống, ăn sống này hiệu quả nó ít hơn, kém hơn. Hiện giờ nó là dây leo nhưng nói chung người ta trồng nó đâu, đa số người ta cho bòi rắc làm sao lặn. Cái này cũng là một cái đặc sản của chúng ta hả.